phần công nghệ. Như vậy từ cái câu số 1 tới câu số 15. Rồi. Như vậy là câu 1 tới câu 15 ha, là phân bố điểm là 2 điểm. À. Câu 1. Câu 1 cho đến câu 15 là sẽ có 2 điểm ha. 2 điểm trên mỗi câu. Rồi. Và từ cái câu rồi và từ câu à 16 cho đến cho đến 19 ha, cái dạng đó ha, dạng đó là sẽ có 3 điểm. Vậy là sẽ 3 điểm trên câu. Như vậy là chắc ăn rằng là từ cái câu 16 cho tới câu 19 đi thi là nó sẽ có một trong các dạng đó xuất hiện nha. Rồi, từ câu 1 tới câu 15, 2 điểm trên câu thì sẽ một trong các dạng này nó sẽ xuất hiện trong đề thi. Rồi. Alo mấy giùm thầy như vậy ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sơ bộ từng câu câu một ha. Về trình bày nhiệm vụ phân loại thiết kế, cái này tụi em xem giùm thầy trong cái sách của ông Trần Thế Truyền nha. À, trang 4. Tụi em câu 2, trình bày và phân tích các giai đoạn thiết kế, tụi em cũng xem giùm thầy trang 5 sách của ông Trần Thế Truyền. À, câu 3, trình bày và phân tích yêu cầu của bản thiết kế, tụi em xem giùm thầy là trang 6 sách của ông Trần Thế Truyền. Câu 4, trình bày bố cục bản thuyết minh, thì các em xem giùm cho thầy là trang 12 sách ông Trần Thế Truyền. Rồi. Rồi câu số 5, thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất bột cà phê hòa tan từ cà phê nhân, nguyên liệu phụ khác và thuyết minh quy trình. Rồi. Như vậy thì từ cà phê nhân, rồi thì tụi em sẽ lựa chọn cái quy trình sao cho nó hợp lý nhất. Rồi. Thì cà phê hòa tan thì tụi em sẽ đi từ cà phê. Cà phê sau khi rang xay nghiền. Rồi tụi em mới đi trích ly. Để ra được dịch cà phê, rồi chúng ta mới đi cô đặc. Rồi chúng ta đi sấy phun, đúng không? Thì cái phần nổi cái chỗ cái phần rang cà phê thôi thì nó sẽ có hai cái công nghệ. Một là rang tiếp xúc, thứ hai là rang đối lưu. Rang đối lưu thì hiện nay cái công nghệ của Đức người ta chào bán là người ta dùng các cái máy rang, người ta dùng cái ga, tức là LPG á, khí ga hóa lỏng hoặc là khí ga thiên nhiên, người ta phun cái ngọn lửa đó vô trong cái hạt cà phê, như vậy là làm cho cái cà phê nó chín đều hơn. Còn nếu mà chúng ta rang tiếp xúc, có nghĩa là ta rang thùng quay chẳng hạn, thì cái cà phê nó sẽ không có cái khoảng cái rãnh giữa của cái hạt cà phê nó sẽ không vàng. Như vậy là cái cà phê chúng ta rang không đạt chất lượng, dẫn đến cái chỗ mà chúng ta lấy cái dịch cà phê ra nó cũng sẽ không đạt chất lượng. Rồi thì mấy cái này tụi em cứ xem kiếm xem sách chuyên ngành và vô cái thư một mấy cái tài liệu tham khảo thì cho mấy em á, không phải cái môn này không mà các cái môn tài liệu của các cái môn mà chúng ta học kỹ thuật thực phẩm á, em xem trong đó dùng thầy chứ. Rồi tiếp theo nữa là thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất ớt đóng chai từ ớt tươi. Rồi
Như vậy thì cái công nghệ sản xuất tương ớt từ ớt tươi thì nó có thể có nhiều cái công nghệ, nó có thể có nhiều công nghệ. Cũng lâu rồi thầy có share cho tụi em cái link của cái tương ớt mà lâu đời nhất của Mỹ, nhưng mà thầy tìm lại không có. Thì nó có nhiều công nghệ, nhưng mà nếu mà cái sản xuất tương ớt từ trái ớt, mà nếu như các em có cái công đoạn mà nghiền, thì các em hết sức lưu ý là nghiền làm sao cho không được bể cái hột, tức là chúng ta phải phân riêng cái hột ớt riêng ra, thì mới đạt yêu cầu. Như vậy thì cái nghiền xong thì tụi em phải sàng phân loại như thế nào đó, để tụi em phải thu cái hạt ớt đi, bỏ loại bỏ cái hạt ớt. Ha, cái này tụi em sẽ xem thêm. Rồi, các bạn hỏi gì không? Rồi, tiếp tục câu số 7 là thiết lập sơ đồ khối biểu diễn. Cái sơ đồ khối mà thầy nói hoài, tụi em vẽ cho nó đúng giùm thầy nha. Tụi em mà vẽ sai cái nguyên tắc là mấy thầy cho cầu không điểm luôn á. Rồi, thiết lập sơ đồ khối biểu diễn, quy định công nghệ sản xuất đậu phộng vảy cá hay là da cá gì đó tùy chúng ta gọi, mà là chiên chân không từ đậu phộng. Rồi, như vậy thì cái này nó cũng có thể có nhiều cái công nghệ. Các em như lưu ý giùm thầy nha, bất cứ một cái sản phẩm, thực phẩm hay đồ uống gì đó, người ta có nhiều công nghệ để sản xuất, chứ không phải duy nhất một công nghệ. Rồi, thì cái khúc mà chiên chân không, nhúng dầu là bắt buộc là phải chiên rồi, tại vì cái đề bài nó có. Rồi, còn cái chuyện phối trộn nguyên liệu như thế nào, hạt đậu phộng đã giòn trước hay là chưa giòn, thì tùy tụi em chọn cái công nghệ. Rồi. Hiện nay người ta có bán cái món là đậu phộng da cá wasabi. Tức là đậu phộng da cá, nhưng mà cái phần bột đó, cái phần bột người ta có trộn với mù tạt đó, mù tạt wasabi vô. Rồi, câu số 8, thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy định công nghệ sản xuất hạt điều rang muối và thuyết minh quy trình. Thì hạt điều rang muối thì nó có hai cái sản phẩm. Một là hạt điều rang muối còn cái vỏ lụa. Thì cái hạt điều rang muối này là cái hạt điều còn vỏ lụa. Người ta rang nó, người ta trộn nó với muối, tức là người ta gia nhiệt muối lên. Rồi người ta rang nó trong muối, như vậy muối đóng vai trò vừa là gia vị, vừa là cái gọi là cái chất tải nhiệt. Rồi vậy kết thúc quá trình rang thì người ta sàng, người ta loại bỏ muối đi, như vậy là ta có sẽ hạt điều rang muối mà còn cái vỏ lụa. Rồi cái nhóm sản phẩm thứ hai là ta có hai sản phẩm là hạt điều rang muối mà không còn vỏ lụa. Thì cái hạt điều rang muối không còn vỏ lụa thì người ta cũng phải rang cho nó chín trước cái đã, chứ không dùng cái điều trắng. Điều trắng trong quá trình làm nó sẽ bị bể. Rồi như vậy người ta dùng cái hạt điều chín rồi, xong rồi người ta sẽ có hai cách. Một là người ta chiên nhúng dầu nha, không có chiên chân không, nhúng dầu, chiên nhúng dầu thôi. Xong rồi người ta trộn nó với muối, trộn trong thiết bị trộn thùng quay. Trộn xong thì người ta lại sàng, người ta loại loại muối đi, thì người ta được cái hạt điều chiên rồi trộn với muối, mà lượng muối ít thôi. Rồi cái cũng hạt điều bóc vỏ lụa rồi, người ta không chiên mà người ta đi rang với lại muối, rồi sau đó người ta sàng loại muối thì ta được cái hạt điều rang muối nhưng mà nó không có dầu. Thì cái hạt điều nào rang muối nào mà tụi em ăn mà tụi em cầm tay mà dính dầu thì chắc chắn cái hạt điều đó đã qua cái công đoạn là chiên nhúng dầu nha. Rồi như vậy thì tùy tụi em, thì ở đây tụi em sẽ có ba cái quy trình công nghệ, rồi tùy tụi em chọn, tùy tụi em trả lời trong bài thi chẳng hạn. Rồi câu số 9, thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất nước ép chanh dây. Cô đặt đóng chai từ nguyên liệu trái chanh dây. Rồi. Vậy thì nước ép chanh dây thì
không biết là nó có hột hay không. Còn hột hôm qua thì thầy tìm kiếm, thầy cũng chưa uống cái nước, trên dây đóng chai này, để thầy tìm kiếm thì thầy thấy cái sản phẩm của nó hình như không có hột, có nghĩa rằng là trong quá trình ép người ta loại hột đi. Vậy là người ta sẽ ép lấy nước chanh dây, sau đó người ta sẽ có hai cái công đoạn là xử lý cái dịch ép đó. Một là người ta sẽ lọc lọc hoặc là người ta ly tâm bằng máy ly tâm nằm ngang để người ta loại bỏ cái phần pha đắng ở trong huyền phù. Rồi giai đoạn thứ hai người ta sẽ lọc lọc tinh hơn, tức là người ta loại bỏ những cái thành phần huyền phù nhỏ nhỏ, tức là kích thước nhỏ mà trong quá trình mà ly tâm hoặc là lọc giai đoạn đầu cũng được. Tức là người ta sẽ không lọc RO hay là lọc nano, vì nếu lọc như vậy thì các thành phần hữu cơ mạch dài, khối lượng phân tử lớn ở trong cái nước chanh dây nó sẽ bị loại hết. À. Rồi sau đó người ta sẽ đóng chai tiệt trùng gì đó ha, rồi cái phần đó tụi em sẽ tự soạn. Rồi câu số 10 thì cũng y như là nước ép trên dây, nhưng mà ở đây lại là siro. Như vậy là tụi em phải có một cái công đoạn khác hơn với bên trên, là tụi em sẽ có một cái thiết bị phối trộn nước ép trên dây với siro. À, thì trong cái công nghiệp hiện nay thì cái máy mà phối trộn đồng hóa mà dễ xài nhất, năng suất lớn nhất, năng suất lớn nhưng mà lớn nhất, chúng ta muốn lớn bao nhiêu cũng được, giá thành thiết bị cũng rẻ, đó là cái máy đồng hóa tốc độ cao hay si mixer mà thầy hay nói với em á. Vậy người ta sẽ chọn cái máy này, người ta để đồng hóa. Rồi tiếp theo các công đoạn khác ha, chiết rót thanh trùng hay là thanh trùng tiệt trùng rồi mới chiết rót gì đó, tùy ý các em. Câu 11, câu 11, câu 12. Rồi câu 11, câu 12 là liên quan tới sữa. Sữa thì tụi em đọc giùm cho thầy cuốn handbook này ha. Thì hồi nãy thầy gửi đó, có nó cuốn này nó sẽ trình bày hết tất cả các sản phẩm mà liên quan đi từ sữa. Rồi như vậy các em sẽ lập được cho cái câu 11 và câu 12. Câu 13 là sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất bột nghệ thực phẩm từ củ nghệ tươi. Thì cái này thì hôm qua thầy có tìm được cái một cuốn sách, cuốn sách hồi nãy thì gửi cho em luôn rồi đó, và hoặc là đứa nào không ấy thì lấy cái link này để download cuốn sách đó nha. Link này để download sách đó thì nó sẽ có nguyên một cuốn sách về cái sản xuất bột nghệ từ cái củ nghệ tươi. Rồi câu 14 là sản xuất bột cà ri từ hạt cà ri tươi. Vậy thì nó cũng có một cái cuốn sách, một cái cuốn sách thầy cũng gửi cho tụi em rồi, và nó có cái link ở đây, tụi em có thể download theo link này. Một cuốn sách là sản xuất bột cà ri từ cái hạt cà ri tươi. Rồi 15 là thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất mayonnaise từ sữa tươi dầu thực vật. Rồi thì cái mayonnaise này thì nó rất là nhiều cái loại mayonnaise, tùy theo cái loại dầu tụi em sử dụng thì dẫn đến là tụi em sẽ có thể có nhiều loại sản phẩm, nhiều loại sản phẩm. Rồi thay vì tụi em có thể là dùng dầu ăn đóng chai hay là dầu cọ dầu gì đó, thì tụi em có thể là tạo các cái không dùng dầu. Ví dụ như tụi em tạo ra cái mayonnaise tươi mà tụi em đi từ trái bơ chẳng hạn, thì cũng là một cái hướng, không biết người ta có làm không, làm chưa. Chúng ta sẽ có mayonnaise từ ví dụ từ trái bơ chẳng hạn ha. Rồi thì nó có cuốn sách thì cũng download rồi, như cái cuốn này thì chưa có download được, như cuốn này chưa download được. Rồi nhưng mà thầy có một cái cuốn sách là Vũ Tương Thực Phẩm á, thầy cũng gửi cho em đó ha. Rồi, thì vậy coi lại giùm thầy đây, từ câu 1 với câu 15. Có nào cần trao đổi gì không?
Tự coi nha, em nào có máy tính thì mở ra coi mấy cuốn sách thì rồi gửi đi, hoặc là em nào không không có thì cái này như tụi em truy cập bằng điện thoại được, nhấp vô cái link này thì nó sẽ chạy tới trang này. Rồi câu 16. Câu 16 thì thầy hướng dẫn trên lớp rồi đó. Thầy sẽ đánh máy lại cái phần chỗ hướng dẫn này. Vì cái câu 16 này thì cơ bản là chúng ta làm dựa trên sự cân bằng, cân bằng vật chất thôi. Cân bằng vật chất thôi, rất là đơn giản, không có gì hết. Đây là ta sẽ tính toán dựa trên cân bằng vật chất thôi nha. À. Rồi, câu 17. Câu 16 có bạn nào thắc mắc gì không? Đâu rồi em ra hết trơn vậy? Rồi, câu 17 nha. Câu 17 cũng dựa dựa trên cân bằng vật chất. Nhưng mà lưu ý cái ký hiệu. Thí dụ như 10 độ S hay là 12 độ F gì đó thì đó là cái ký hiệu cho cái gì? Đó là ký hiệu cho cái độ rich đó ha, tức là hàm lượng chất rắn hòa tan. Rồi. Đừng có học mấy công thức này nha. Lưu ý là không học công thức mà học cái cách xây dựng cân bằng vật chất. Để tính toán thôi, không học công thức vì không học nổi đâu ha. Được chưa? Tới bài 18. Rồi. Bài 18 cái bài này thầy chưa có giải trên lớp, tụi em tự 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 giải coi. Tự giải, tự vẽ ra coi. Cái dạng này trên lớp thầy chưa hướng dẫn. Rồi tụi em tự giải ra, tự vẽ ra. Cái dạng 18 này thì nó tương đối dễ hơn cái dạng của 19. Vì người ta ghi sẵn cái giờ bắt đầu và kết thúc để các em vẽ nó rất là dễ. Vậy là các em vẽ biểu đồ cột ha, biểu đồ cột.
Rồi, sau đó tụi em cứ cộng dồn hoặc là trừ bớt. Rồi. Tự giải nha, tự giải. Cho tụi em 5 phút để giải nha. Lấy giấy viết ra làm. Lát thì hỏi mà đứa nào không có làm, không trả lời được thì cho không điểm nha. Rồi, ở đây có 9 thiết bị. Vẽ biểu đồ ra để tính cái lượng hơi. Các em vẽ cái biểu đồ thì cuối cùng nó sẽ hình thành cái hình bậc thang đó ha. Rồi các em tự làm nha, lát này hỏi nha.
khóa 13 nó có 6 lớp công nghệ thực phẩm rồi em. Thì em vẽ cái biểu đồ ha, biểu đồ hình thang đó. Rồi bạn nào cho thầy biết coi cái mức tiêu thụ hơi lớn nhất là bao nhiêu. Rồi cho chuẩn bị nha, xong rồi thầy hỏi. Tức là lượng hơi tiêu thụ lớn nhất á bao nhiêu. Em cộng này ha, cái cách làm cộng à, cộng cái thời điểm nào mà nó xuất hiện nhiều nhất. Cái bài tập Excel qua không thì cho tụi em thì bỏ đâu mất rồi. Này, có cái biểu đồ.
gửi lại cái file nha, tụi em chế lại nha, tụi em chế lại theo cái bài này nha. Tụi em thiết lập lại cái công thức và cái cách vẽ cho nó phù hợp với cái đề bài này. Rồi giờ thì gọi tên nha, gọi tên trả lời nha. Để coi con còn thích hay là ngủ hết trơn rồi. Bởi vì thầy không thích online chút nào hết là vậy đó. Mỹ Anh. Trần Thị Mỹ Anh. Đúng rồi. Không có không? Không có cho không điểm nha. Nguyễn Cao Ngọc Duyên. Các bạn nhìn ra rồi. Hai đứa bỏ đi đâu rồi phải không? Trần Thị Vân. Ủa gì kì em, đâu hết trơn rồi. Cái này bỏ đi nha, bỏ đi. Không để bữa nay.
Ông có trả lời còn đứa nào nó nghe không? Tính chưa? Xong thì ơi. Thế thì đổi qua đây thì share qua để chỉ cho cách làm. Share qua đây nha. Share cái file Excel. Rồi. À, cái file này là cái file của cái dạng dạng bài tập trước thì hướng dẫn trên lớp. Giờ ta phải sửa lại thì nó mới mới đúng cái dạng mà thầy cho tụi em đó. Sửa bớt đi ha. Rồi. À. Insert thêm vô. Đó, hè này. Hè này tụi em lo thi lấy cái chứng chỉ tin học cơ bản đi. Rồi, ở đây người ta sẽ có là chín cái thiết bị. À, trong trường hợp này thì nó không có cho số lượng mà cho số thiết bị thôi. Chín cái. Chính cái thiết bị ha. Tụi em đứa nào có đang sử dụng máy tính đó thì làm bắt chước làm như thầy đi. À, muốn làm cho nó nhanh. À, tôi lấy cái chổi tôi quét rồi. À, bỏ cái cột số lượng ha. Rồi. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và lượng hơi. À, vậy chúng ta sẽ làm cái cột là thời gian bắt đầu. Ở đây không có không có cái áp suất. Rồi, nó có là thời gian bắt đầu. À, kết thúc. Rồi, ở đây nó chia làm ba cột thì chúng ta sẽ làm ba cột như vậy ha. Làm ba cột như vậy. Rồi. Vậy đây phải insert thêm một cái nữa. Bỏ này đi. Giúp thêm một cái là lượng hơi.
Rồi, xóa mấy cái này để điền vô. Đây. Xóa cái hàng này. Rồi, thiết bị thanh trùng sẽ chạy từ 7 giờ tới 9 giờ. Rồi. 7 giờ tới 9 giờ. Rồi, lượng hơi tiêu thụ là 250. Nha, 250. Rồi. Tiếp theo. Ô, xin lỗi. À, thiết bị thanh trùng là từ 8 giờ tới 11 giờ chứ. 8 giờ tới 11 giờ. À, để làm như thế này thì coi như làm thế này lát có vẻ được không? À, từ 11 giờ tới 14 giờ. 11 giờ cho tới 14 giờ thì nó sử dụng là 50. 50 ha. Rồi. À, nếu bây giờ ta làm như thế này. Tức là cái phần vẽ thì nó dễ rồi nha, không có gì hết, nhưng mà thầy đang tính làm cái file Excel cho mấy em để nhập vô vẽ giống như cái bài cũ á. À, như vậy nếu vậy ta phải làm là coi từ 6 giờ tới 14 giờ là 8 tiếng. Vậy là ta phải làm 8 cột. 8 cột. Làm 8 cột xong rồi. À, ta sẽ điền cái lượng hơi vô. Như vậy thì nó dễ hơn. Vậy là làm 8 cột xong rồi. Bên dưới là lượng hơi. Như vậy là phải làm 18 hàng. 18 hàng ha. 18 hàng và 8 cột. Vậy là thì bỏ này đi. À. Chúng ta phải làm sao cho nó chúng ta vẽ được, vẽ tay thì không nói rồi, vẽ tay thì dễ rồi, còn ta làm Excel thì ta phải làm cho nó hiểu mình nó mới vẽ được. Vậy là ở đây ta phải thêm hàng vô. À, đứa nào có đang mở máy thì làm như thầy ha. Còn đứa nào tính tay được thì tính đi. À, rồi cho thầy đáp án lấy điểm ha. Rồi. Vậy là bắt đầu thời gian là 6 giờ đi. 6 giờ. Tự nhiên thôi đi. Đó là 6 giờ. Rồi, 6 giờ. Bên này tới 14 giờ. À, rồi, thiết bị thanh trùng. Như vậy thì từ 8 giờ tới 11 giờ thì nó xài 150 kg. Từ 8 giờ tới 11 giờ 150. Rồi, 150. À. Rồi, 150. À, nghe có khi ta không cần. Không cần.
Không, thì bỏ luôn cái hàng đi. Rồi. Học online này thì không thích là tụi em đăng nhập đó là tụi em nãy giờ điểm danh mấy đứa không có nha, cho không điểm rồi nha. Rồi 11 giờ tới 14 giờ là 50. 50. Rồi kéo cho nó chạy qua đây. Copy. Rồi tiếp theo là thiết bị vỏ áo từ 7 giờ tới 9 giờ là 250. Cách làm vậy nha, thiết bị đó từ 7 giờ tới 9 giờ là 250. Rồi 7 giờ tới 9 giờ kéo qua đây. Copy cell thôi trong field. Rồi à, từ 9 giờ tới 12 giờ là 350. 9 giờ tới 12 giờ là 350. Rồi từ 12 giờ tới 14 giờ là 150. Rồi tương tự vậy tới thiết bị cô đặc đó, 350. 6 giờ tới 10 giờ là 350. 6 giờ tới 10 giờ là 350. Rồi tiếp theo từ 10 giờ tới 13 giờ là 450. À, ủa, 10 giờ tới 13 giờ. À, từ 13 giờ tới 14 giờ là 250. Rồi. Tiếp theo là thiết bị cô đặc chân không. Từ 10 giờ tới 13 là 450. Rồi. À, chỗ này nó có cái chuyện là à, từ 10 giờ tới 13 giờ là 450. Như vậy thì chúng ta điền ở đây là 450. Rồi. Đợi cái dò lại cái 8 giờ tới 10 giờ 150. Rồi. Từ 11 giờ tới 14 giờ là 50. Vậy tiếp theo nha, tiếp theo là tụi em phải lấy cái số tiếp theo nha. Tức là từ 8 giờ tới 10 giờ là 1, 8 giờ tới 11 giờ là 150, nhưng mà ngay chỗ 11 giờ là ngay chỗ 11 giờ là nó còn có 50 thôi ha. Rồi. Tiếp theo là thiết bị vỏ áo. Thiết bị vỏ áo là từ 7 giờ tới 9 giờ là 250. 7 giờ đến 9 giờ là 250. Rồi. À. Từ 9 giờ tới 12 giờ là 350. Như vậy là bắt đầu từ 9 giờ đó ha. 9 giờ. Tức là tụi em lấy ngay bắt đầu á. 9 giờ tới 12 giờ là 350. Nhưng mà bắt đầu từ 12 giờ thì còn 150. Như vậy là lấy chỗ này là 150 thôi nha, 150 đã điền lại chỗ này chút xíu rồi. À, thiết bị cô đặt từ 6 giờ tới 10 giờ là 350. Rồi. Từ 10 giờ tới 13 giờ là 450. Như vậy là từ ngay 10 giờ là phải điền 450 rồi. Rồi từ 13 giờ tới 14 giờ là 250, như vậy là ngay chỗ 13 giờ là phải điền 250. Đó ha. À, vậy mới đúng. Rồi. Tiếp theo là cô đặt chân không.
Cô đặc chân không thì từ 10 giờ trở đi, nó giống như thằng là thiết bị cô đặc từ 10 giờ trở đi. Thì copy thì mở. Tới 11 giờ thì thầy kéo tới 10 giờ thôi. Rồi 11 giờ là cái khác. Như vậy là 11 giờ tới 12 giờ là 3:30. Như vậy là 3:30. Đây là 3:30. Rồi 11 giờ tới 12 giờ là 3:30. Rồi 11 giờ 12 giờ. Rồi. Nhưng mà từ 12 giờ tới 14 giờ thì 2:30. Vậy là bắt đầu 12 giờ là còn 2:30 thôi. Rồi, như vậy là kéo qua đây. Rồi. À, tiếp theo thiết bị sấy thùng quay. Sấy thùng quay từ 6 giờ tới 10 giờ là 2:30. 6 giờ tới 10 giờ là 2:30. Như vậy là thì cho nó tới 9 giờ thôi. Rồi 10 giờ là cái khác. Như vậy từ 10 giờ tới 12 giờ là 1:30. Vậy là 10 giờ tới 12 giờ là 1:30. Thì thầy cũng chỉ cho nó tới 11 giờ thôi. Rồi. Từ 12 giờ cho đến là 14 giờ là 1:30. Rồi cho nó chạy 1:30. Rồi. Thiết bị chiên chân không. Từ 10 giờ tới 12 giờ là 1:30. Rồi, từ 10 giờ 1:30. Thầy cho tới 11 thôi. Rồi, từ 12 giờ cho đến 14 giờ là 100. 100. Rồi. À, tiếp theo là thiết bị rang tiếp xúc. 9 giờ tới 10 giờ là 3:30. 9 giờ tới 10 giờ là 3:30. Rồi. Từ 10 giờ tới 12 giờ là 2:30. Mười hai giờ để tạm đó. Rồi. Rồi. À, thiết bị cuối cùng là tiệt trùng. Từ 8 giờ tới 11 giờ là 1:30. Từ 8 giờ tới 11 giờ là 1:30. Vậy là để cho nó tới 10 giờ thôi. Rồi. Từ 11 giờ tới 14 giờ cũng 1:30 luôn. Rồi, vậy là nó bằng luôn. Rồi. Bây giờ cộng lại. Bằng sum lại ha. Sum lại. Rồi, sum từ trên xuống. Sum từ trên xuống. Rồi, 1.000. Kéo qua đây. Lưu ý chỗ này khi vẽ này, khi vẽ là nó phải có hai cái nha. Khi vẽ là ta phải thêm một cái cột vô đây bằng không nữa. Rồi, để lát chỉ cái cách vẽ tính sao ha. Rồi. Vẽ mà biểu đồ cột thì ta phải thêm cột lên ta mới vẽ được. Nó mới ra đúng chứ còn nó ra thành cái đường dốc. Rồi. Mấy đứa tính chưa? Vậy cuối cùng là lớn nhất là bao nhiêu? Tại 10 giờ. Hồi nãy thầy nhắm thì cũng ra tầm 10 giờ. Vậy là tại 10 giờ. À, thì cái trong trường hợp này ha, trong ví dụ này là tiêu thụ lượng hơi là lớn nhất. Rồi. Rồi giờ vẽ. Tụi em vẽ thì tụi em phải thêm cột nữa nha. Rồi, đây là cái cách thì tính thôi. Vẽ thì phải thêm cột giống như cái ví dụ bên trước đó.
À, thầy để là 2 rồi 3 4 5 6 7 8 9 gì đó là thầy thêm cột vô để vẽ. Rồi. Vậy là trong cái ví dụ này lượng hơi tiêu thụ lớn nhất là 2.610 tại thời điểm là 10 giờ. Rồi mấy cái này để đây. Mấy cái này thì à. Xóa cái này luôn đi. Rồi. Ủa thầy, ngay chân không là 100 mà thấy thầy điện có 10 đó thầy. À. Rồi, cảm ơn em. Rồi. À. Thầy xóa mấy cái cũ đi đã. Cái này thì làm Excel thì nó rắc rối thôi, còn tụi em vẽ tay thì nó dễ lắm, nó nhanh lắm. À, tính toán vẽ tay. À, vậy khi đi thi tụi em kẻ các bảng giống vậy nha. Tụi em kẻ các bảng giống này, nhưng mà tốt nhất là tụi em kẻ thành hai thầy ghi chèn vô này. Kẻ nó đi, bây giờ thì chèn vô đây luôn. Rồi, như vậy là vẽ đồ thị thì chúng ta sẽ chèn nó vô. Chèn nó vô để coi chèn vô đây luôn đi. Vậy đây là thầy cho nó 6, vẫn là 6. Đây là 7, đây là 8, 9. À, cái chỗ 14 mà chèn vô này á thì nó phải bằng không nha. Tức là bắt đầu giờ thứ 14 là nó bằng chừng vậy, nhưng mà hết luôn là nó nghỉ. Vậy là bằng không hết. Đó, lại xuống mức bằng không lại nha. Đó. Rồi. Số 6 này, số 6 này thì 350, 350 rồi. À, 350. Nên này thầy vẫn để cho đây. Lấy chạy ngay từ đầu luôn. Rồi, chỗ này là 250. À, 250. À, bắt đầu. Cái này là 350. 9 giờ. Rồi, như vậy là thiết bị vỏ áo 7 giờ tới 9 giờ. Này vẫn là 250, cái này vẫn là 250 nha, chỗ này mới là 350 rồi đó. Nó kiểu chèn vậy rồi. Này là 150, này là 350. À, tại 11 giờ, tại 11 giờ là bắt đầu. Ủa, khoan, kỳ vậy? Thiết bị vỏ áo tại 12 giờ 350 rồi. Vậy là chỗ này vẫn là 350, này là
vẫn là 350 nha, bắt đầu chỗ này mới là 150 rồi, cái này vẫn là 150 rồi. À, 11 mới bắt đầu 50 rồi, này là vẫn là 150 rồi, cái này là 150, cái này là 50 rồi, này 50, 50 à. Rồi à, ví dụ vậy ha. Rồi cách làm vậy thì tụi em vẽ được, vẽ được rồi. À, thiết bị cô đặc, đáng lẽ nãy thì chàng luôn. À, thiết bị cô đặc là 6 tới 10 là 350, từ 10 là 450. Rồi, như vậy là chỗ này vẫn là 350. Rồi, 350. Chỗ này mới là 450. Rồi. Rồi, 450. Cho tới 13 giờ thì còn 250. 13 giờ, chỗ này là 250. Như vậy đây là 450. À. Rồi, thằng này 450 cho tới đây. Đây mới là 250. À, thiết bị cô đặc chân không. Đúng rồi. Rồi, cái thằng này xe vận tải 550 mãi cho tới đây. Rồi, vậy là cho tới 11 giờ bắt đầu mới giảm xuống 350. Rồi như vậy là vẫn 550 cho tới đây. Rồi đây mới là 350. Đây vẫn là 350. Rồi tới 12 giờ mới giảm xuống 250. Rồi. Rồi giảm hoài luôn. À. Rồi xoay thùng quay. Cái thùng quay cho tới 250 hoài luôn tới đây. Rồi tới đây 150. Rồi 150 này cho tới hết luôn. Rồi. Rồi chiên chân không. Chiên chân không thì nó sẽ là, rồi từ đây nó mới là 100. 100. Rồi 100. Rồi cái này 350. À này 350, này mới 250. Rồi 250 cho nó đến là, à, 12 giờ. Rồi. À, thiết bị tiệt trùng 150 hoài luôn. Rồi. À, 150 hoài luôn. Rồi ha, cái cộng lại thì cộng lại giờ nó thay đổi ha. Rồi. Cộng lại. Rồi. Rồi giờ vẽ được chưa? À. Vậy là tụi em sẽ vẽ biểu đồ cột nha. Rồi, như vậy nó sẽ lên. Mình sẽ tạo các cái đường bậc thang. Các đường bậc thang ha. Vậy là vẽ theo cột nào với cột nào? Quên, theo cái hàng nào với hàng nào? Vẽ theo hàng này nha. Hàng này với hàng nào? Hàng này nha. À. Rồi. Như vậy thì à, để cho nó đẹp thì phải chèn thêm một cái nữa là bằng, à,
ví dụ từ lúc 5 giờ đi, 5 giờ đi, mắc mới gì hết ha. Rồi chúng ta cứ chọn ra 5 giờ đi, vì chưa làm gì hết thì nó bằng không, không có máy nào chạy hết thì chỗ này nó bằng bằng không ha. À, để các em vẽ cho nó bắt đầu từ số 0 và kết thúc cũng là số 0. À. Rồi ha, như vậy là vẽ. Như vậy thì vẽ cái này bằng, như vậy là thời gian và lượng hơi ha, như vậy là thầy cho nó bằng cái này. Cái này bằng cái này. Rồi thầy cho nó chạy qua đây. Rồi. Để cho nó đồ rộng của nó nằm đi. Rồi. Bên dưới thì thầy bằng. Bằng này. Rồi thì cho nó chạy. Rồi. Rồi xong rồi bắt đầu ép vô đây. Cái này chỉnh sửa lại cái này. À. Đó nó chạy từ đây tới đây ha. Rồi. Dưới này. Nó chạy từ đây tới đây. Rồi. Đố cái em đâu rồi? Nó đóng mất tiêu rồi. Ta chỉnh lại cái trục ha. Vậy là cho nó bằng không đi. Rồi. Lớn nhất là lớn nhất là bằng ba ngàn đi. Rồi. Rồi. Chỉnh cái này, phỏng vấn này chút. Bắt đầu từ số 5. Và kết thúc là 14. Rồi. Vậy thì các em sẽ phải điều chỉnh lại một chút. À, hiện tại thì nó ra như thế này. Rồi. À, thì chúng ta sẽ phải thêm cột đồ vô. À, tùy ha. Nhưng đại khái lớn nhất của nó là 2750. Tức là mấy chỗ này các em vẽ ngang 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 ra nha, chứ không phải là lên. À, để coi. À, 5 bằng 0. À, từ 6 qua 7. 6 qua 7 thì nó lên dốc rồi. Từ 7 qua 7 thì nó ngang. À. Thầy phải chọn lại. Rồi, thầy sẽ chọn lại sao? Hết giờ rồi. Rồi, để thầy... Alo, tụi em còn nghe đâu vậy? Dạ, nghe thầy ơi. Rồi, để thầy sẽ làm cái thầy chỉnh lại cho nó. À, cho nó ra thành cái cột giống như cái đồ thị mấy cái bài kia cho tụi em ha. Rồi. À. Thầy ơi, nhưng mà sao em tính ra đêm mát bằng 3 ngàn. 3 ngàn hả? Dạ, với lại cái chỗ 14 giờ em tính ra là bằng 350. Em tính theo cái cách hôm bữa hay chị trên trường á thầy. Đúng rồi, cái này nó kết thúc thì ra mình bỏ nó đi. Rồi, thì cái này thầy sẽ dò lại sao, xong rồi thầy gửi cho tụi em. Rồi, vậy thôi hết giờ rồi, cho tụi em nghỉ. Rồi, tụi em cứ tự chọn đi nha. Mấy cái phần bài tập thì thầy sẽ đánh máy thêm cái bằng hướng dẫn rồi thầy gửi lại sao. Cái file nào cuối cùng hết thầy gửi rồi tụi em sẽ, thầy sẽ tranh thủ gửi sớm nữa cho tụi em soạn bài. Rồi, nghỉ nha. Dạ thầy ơi thầy. Hả? Dạ thầy, nãy thầy có kêu em nhưng mà em học ở trên trường xong em chạy xe vì em nghe á thầy.
Rồi nói vậy thôi không có trừ điểm đâu. Rồi bước cuối cùng rồi. Rồi cuối cùng không có trừ điểm. Rồi vậy thôi nghỉ nha.